Alo. Xin chào anh chị. Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Phú Mỹ Hưng xin kính chúc anh chị một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Một tình yêu mến khi lời hát câu ca để làm thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bỗng hôm nay sẽ không phải. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Diễm Kiều, Lan Ngọc Cẩm, xin chào quý cư dân, quý khách hàng của Phú Mỹ Hưng. Quý vị thân mến, Tết Quý Mão năm 2023 đang đến gần và không khí xuân thì đang tràn ngập khắp nẻo đường. Và ngày hôm nay, Diễm Kiều và Ngọc Cẩm đang xúng xính chiếc áo dài để có thể giới thiệu đến quý vị một điểm đến không thể bỏ lỡ tại khu The Resin Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng. Và hứa hẹn nơi đây sẽ là một địa điểm lý thú cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Vâng, và chủ đề hội hoa xuân năm nay tại khu The Resin Hồ Bán Nguyệt với chủ đề là Xuân Phồn Vinh. Đây như một lời chúc mà chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng muốn gửi đến cho toàn thể quý khách hàng khi mà đến tham quan vui chơi vào những dịp lễ như thế này. Và Quý Mão sẽ là một năm mang nhiều phồn vinh, tài lộc, may mắn đến cho tất cả các cộng đồng và cư dân ở Phú Mỹ Hưng. Năm nay, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Quý Mão có một ý nghĩa đặc biệt hơn với những năm khác, bởi đây là hoạt động thứ hai mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng cột mốc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty Phú Mỹ Hưng, công ty xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Hưng và cũng là đơn vị tổ chức Hội Hoa Xuân trong năm nay. Ngày 7 tháng 1 vừa qua tại khu Hồ Bản Nguyệt, chúng tôi cũng đã tổ chức chương trình đi bộ từ thiện Đinh Viễn Lý với hơn 5.000 người tham dự và quyên góp cho các tổ chức xã hội 3,4 tỷ đồng. Những kiều xin điểm qua hai hoạt động chính có mặt trong hội hoa xuân năm nay là đối với đường hoa thì sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 cho đến ngày 25 tháng 1, tức là từ 23 tháng Chạp cho đến mùng 4 Tết. Còn đối với chợ hoa xuân thì sẽ bắt đầu từ 14 tháng 1 cho đến 21 tháng 1, tức là từ 23 cho đến 30 tháng Chạp. Và hiện tại thì những kiều và Ngọc Cẩm đang có mặt tại đường hoa xuân với rất là nhiều tiểu cảnh trang trí vô cùng đặc biệt mang chủ đề Phú Mỹ và Hưng. Ngay bây giờ thì Ngọc Cẩm và những kiều chúng ta xin mời quý vị khán giả mình sẽ đi một vòng và tìm kiếm cho mình những góc ảnh check-in cực đẹp tại hội hoa xuân năm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, lời chúc đoàn viên thịnh vượng cũng chính là thông điệp chính của khu vực Phú. Khu vực Phú đang tỏa rõ nét sự thịnh vượng qua những tiểu cảnh đại sung túc, vụ mùa bội thu với những đồng tiền vàng lớn, đài cát đại lộc, những chiếc phong bao lì xì đỏ và những tiểu cảnh khác như là đài phú quý, đài trù phú. Phú Mỹ Hưng ngày trước là một vùng đất đầm lầy và sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Phú Mỹ Hưng trở thành một khu đô thị kiểu mẫu với cơ sở hạ tầng và nơi đây cũng là nơi an cư lạc nghiệp của hơn 40.000 cư dân. Tiếp đến là khu vực Mỹ, đây là khu vực được trang trí các tiểu cảnh thể hiện nét đẹp giao lưu văn hóa của Việt Nam và một số quốc gia khác. Qua đó thể hiện được sự gắn kết gần gũi dành cho các cư dân đang sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng cùng đón Tết Việt. Các tiểu cảnh nổi bật kể đến như mô hình chiếc nón lá khổng lồ thể hiện rõ văn hóa Việt Nam được kết từ hàng trăm chiếc nón lá nhỏ. Văn hóa Trung Hoa với cụm trang trí lân sư rồng, một nét văn hóa cổ truyền của người Trung Hoa trong dịp Tết với ý nghĩa cầu chúc một năm mới hành thông phát đạt. Văn hóa Hàn Quốc với mô hình cung điện Phúc Cung, một biểu tượng di sản văn hóa lâu đời của Hàn Quốc. Văn hóa Nhật Bản với mèo Maneki Neko, biểu tượng của may mắn tài lộc. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng ở đoạn cuối của khu vực Mỹ. Đây là khu vực với hàng trăm chiếc lồng đèn được đến từ nhiều nơi khác nhau như là Hội An nè, những chiếc lồng đèn đỏ đến từ Trung Hoa và những chiếc lồng đèn châu chim đến từ Nhật Bản, tạo nên một không gian đa sắc màu và cũng như là một không gian đa văn hóa được hòa quyện với nhau ngay cung đường này. Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng không chỉ là điểm đến của cư dân Phú Mỹ Hưng, cư dân thành phố Hồ Chí Minh mà những người còn nhìn thấy là có kể cả các khách tham quan đến từ nhiều nơi. Và trong dịp Tết Quý Mão năm 2023 thì những chia sẻ và những cảm xúc cũng được bày tỏ. Và ngay lúc này Diễm Kiều và Ngọc Cẩm xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đó quý vị nhé. 4 năm rồi thì tôi và gia đình đều đón xuân ở Sài Gòn thì lúc nào đường hoa Phú Mỹ Hưng cũng đẹp, nói chung là cũng tạo cho tôi cảm giác rất là ấm áp, tươi mới. Năm nào tôi cũng mong chờ đến cái dịp xuân đó để đến đường hoa để xem những cái trang trí nè, rồi xem những cái hoa mà Phú Mỹ Hưng sắp tặng, nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo hết. Tôi cảm thấy rất là
hạnh phúc khi mà đến đây để xem. Chúng tôi rất là vinh dự được đi trên đường hoa rất là tuyệt vời. Nhà nhà người người ai cũng rất xinh đẹp và hoa thì rất là tươi. Sắc đẹp. Tôi thấy ở đây rất có rất nhiều cảnh đẹp và mình để giúp mình có thể chụp được nhiều ảnh đẹp. Thưa quý vị, nếu như mà phân đoạn Phú nói về sự thịnh vượng và phát triển, phân đoạn Mỹ là sự kết nối giữa các nền văn hóa khác nhau, thì phân đoạn Hưng là sự kỳ vọng về một tương lai tươi sáng và cũng là cột mốc đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập công ty Phú Mỹ Hưng. Và nếu như mà quý vị có đến Hội Hoa Xuân ở Phú Mỹ Hưng thì đừng quên check-in tại khu vực này quý vị nhé. Đây là tiểu cảnh đô thị xanh được trang trí bằng những vật dụng tái chế, vỏ chai, vỏ xe, thể hiện thông điệp gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Một tấm hình đáng nhớ tại cánh đồng hoa cải vàng và cánh đồng lúa xanh để đồng hành với màu sắc rực rỡ trẻ trung của khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở tuổi 30 cũng là điểm check-in mà quý vị đừng lướt qua nhé. Và nếu như mà quý vị chúng ta có những kỳ vọng và những ước mong cho một năm mới thì đừng quên bỏ qua khu vực cây điều ước và bến hoa đăng để thả cho mình vào những điều ước và những kỳ vọng cho một năm mới bình an, hạnh phúc và xuân vầy bên gia đình thân yêu quý vị nhé. Và Tết đến xuân về cũng là dịp Phú Mỹ Hưng tròn 30 tuổi. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ và ý kiến của khách hàng về sự kiện lần này quý vị nhé. Dịp kỷ niệm 30 năm thì tôi sẽ chúc cho Phú Mỹ ngày càng thịnh vượng, càng phát triển và năm nào có đường hoa đẹp để cho mọi người ngắm cảnh và chụp hình. Hôm nay rất là vui bởi vì Phú Mỹ Hưng đã tổ chức ra một cái đường hoa, đó là một nơi để mà giới trẻ như tụi em có thể tụ tập để mà chụp hình, có những bức ảnh lưu niệm cho cái dịp Tết lần này. Và cũng được biết là Phú Mỹ Hưng của mình đang chụp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, cho nên là em cũng muốn xin chúc cho Phú Mỹ Hưng của mình là giàu sang như rồng, phát triển như ân, trường tồn như quy và phú quý như phụng. Quý vị thân mến, bên cạnh Hội Hoa Xuân được diễn ra tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, chúng ta còn có khu vực chợ Xuân với hơn khoảng 145 gian hàng hoa kiển đến từ các nhà vườn ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Bến Tre, Đồng Tháp, v.v. Và có cả những gian hàng ẩm thực phục vụ Tết cho người dân quận 7 và các khu vực lân cận. Với không gian cảnh quan trên bến dưới thuyền đặc sắc, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng tại khu Hồ Bán Nguyệt trở thành một trong những địa điểm văn hóa, giải trí đặc sắc, thu hút đông đảo người dân về trễ hội. Đặc biệt, năm nay, trên cung đường Hội Hoa Xuân xuất hiện thêm một biểu tượng mới, Phú Mỹ Hưng The Horizon, dự án nhà ở đầu tiên tại trái tim đô thị. Và nếu như mà quý vị đã có những trải nghiệm thực tế tại cung đường Hồ Bán Nguyệt trong tiết trời xuân thật ấm áp, vui vẻ, thì quý vị cũng có thể cùng với chúng tôi trải nghiệm không gian sống vô cùng lý thú tại Phú Hưng The Horizon với bộ sưu tập nhà mẫu ngay tại công trình. Đó là không gian sống theo những phong cách Indochine, Luxury và Neoclassic. Nếu ngôi nhà của mình sát một không gian lễ hội dịch vụ, trung tâm của trung tâm như thế này thì thật là tuyệt vời. Quý vị hãy đặt lịch ngay với chúng tôi để khám phá những không gian sống đặc biệt tại Phú Mỹ Hưng The Horizon quý vị nhé. Và quý vị thân mến, đừng quên đặt ngay lịch hẹn với bạn bè của mình để đến nơi Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng để có cho mình những bức ảnh cực đẹp check-in đầu năm mới quý vị nhé. Quý vị thân mến, và năm Quý Mão năm 2023, Diễm Kiều và Ngọc Cẩm xin mến chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới!